Cung thần thi lễ, đi đầu bài kiên Âu quân, chậm miệng lệ. Dạ, dạ. Quận chúa mừng Dương huynh di gia, lễ bái chào bệ hạ đến Hà Nam, cùng tướng binh nghi lễ sẵn sàng. Vì Loan xin kính chúc Dương huynh an hảo. Hoàng thúc và quận chúa hãy bình thân. Xin đa tạ. Kìa, sao mời trẫm dự yến mà quận nương lại xuyên võ phục? Dạ, Hà Nam quận triệu ta cách trở, sợ gian nhân làm kinh động thiên nhang. Nên bụi đây mới xuyên võ phục phòng ngừa khi đột biến. Cầu quy thai tấm chân tình quận chúa, giữ trung quân mới lo sự cho quả nhân, cầu mong bền bỉ nghĩa tình thâm. Phụ chúa, mời Âu quân vào yên chiên nhập tiệc. Mời hoàng thúc vào trước. Thị thân dạ chức tủ đại hoàng gia, truyền đũa nhạc chuẩn bị ca sàn tấu khúc. Này Âu chúa, sở dĩ lão phu kính thỉnh mừng Âu hoàng của gia cuối cùng giao hàng thảo thị sáng hà, có một điều thỉnh nguyện với Âu quân, xin Âu chúa kế tình hoàng thúc mà chấp thuận. Bẩm hoàng thúc, dù là vương đế nhưng trẫm cũng còn bổn phận nghĩa thâm tình là cháu ruột của thúc hoàng. Câu chuyện gì nên trình tấu giữa Yến Loan, cháu sẽ tùy cơ biến sẵn sàng đáp ứng. Vậy à? Ủa chúa, từ lúc Dương huynh xa bằng em giá, càng ly đà là ngày thay đối với trời. Nhưng những đối dơ chập quân cũng không dơi, để cho ông quân nhất chính thật làm hướng đời. Xưa nay quân lễ thân giao ân cao nghĩa trọng, không dùng động lòng thượng dương sức phải không bằng. Anh chết em nói ngôi mới chọn đảo hằng, giang gió nghĩa sai lầm anh mới tức chỉ đăng ngon. Quận nương, quận nương nên bình tĩnh mà nghe trẫm nói rõ bao lời. Ta đến đây vì nể giả thuận mời, nhưng anh biết trả lời những câu hỏi của em. Nào phải quả nhân mưu tính mà là do thanh tế triều thần, được nước đã định phần quyền giết chính Âu quân. Cha chết con nối ngôi tạo thiên xoay dần, nếu hoàng thúc và quận nương muốn ngồi trên ngôi chính vệ, cứ xử đắc nhân tâm mới trọn phận làm người. Chuyện đó chẳng có chi sử tệ thế gian cười, đạo lý sẽ tùy đội vì sao thịt nội gia. Nếu nạn nghĩa thiết tha Phi Loan xin bái tạ, nhưng anh phải để cho cha trị gì thiên hạ. Người chưa tức lâm hồn viện cao cả, ta bị sang hà ổ chúa chẳng bất phận đâu. Tình nghĩa mới thâm sâu ta má chẳng mong cầu, tước phẩm chốn chim trào nào khác thế phù du. Muốn tránh cảnh tan thương xóa sạch áo mê mù, trẫm sẽ giao ngay vàng cho hoàng thúc giới quận nương. Dạ xin đa tạ. Nhưng với một điều kiện. Một điều kiện? Phụ chúa, cháu đã cùng giao ngay vàng thì 5 điều, 10 điều cũng được, chứ đừng nói là một điều, phải không ba phụ chúa? Đâu dần Điều thứ nhất,
việc chậm nối ngôi là Võ Khanh Tể. Cần phải hội quân thần để hỏi ý các quan. Ta bằng lập. Điều thứ hai, hãy hỏi ý toàn dân có thuận giả thúc hoàng, để trong nước khỏi hoang mang sao động. Không sao, dân chúng nghe theo ta lắm. Được. Còn điều thứ ba, lĩnh tôn chậm lên ngôi là Võ Tiên Dương Di Chúc. Muốn xóa chúc ngôn phải đến hoàng lãng nghi lễ sở ràng. Riêng hoàng thúc Phi Loan quận chúa với châu càng, cùng tất cả gia tướng Hà Nam, đầu đội mộc án, bãi bước lại một lại, từ Hà Nam đến Trung Kinh Đô, vào hoàng lãng tế lễ cho an lòng tiên đế, cẩm xe như ngôi chinh bệ. Hả? Lão phu đâu phải đội mộc án, lại từ Hà Nam cho đến Kinh Đô. Chà, người gian miệt kinh khi dễ, còn một lao dưới thúc hoàng. Vào hang hùm lại dở thôi chật ngang à. Truyền gia tướng, tết tôi thí chúa. Tổ chiêu quân, dự yếm tiệc tại sao lại có người hậu tập? Tướng đường đường lẫm lẫm quy nghi, hà tánh danh tức phẩm là chi? Quân thân giá trị, tướng khôi vô tài mau. Quận nương bận tâm chi đến kẻ vô danh tiểu tốt? Việc nước non đâu dính dáng gì đến kẻ đánh xe. Sao? Đánh xe? Này chương binh, dù là đánh xe thì cũng phải có tuổi, có tên chứ. Tướng quy vũ thì làm sao hả điên? Được, nếu muốn biết hãy lỏng tai nghe cho rõ. Quảng chiêu anh đệ nhị anh hùng, tên Sở Dân Quy Vũ Dễ Dùng, hộ gia trẫm Hà Nam hội yên. Sở Dân à, Sở Dân nào? Có phải Sở Dân tài võ nghệ bốn phương đều sợ hãi? Bọn lục lâm thảo khâu phải thải hồn kinh, xuất quỷ nhập thần, phường ác bá phải giật mình. Vừa rồi đã làm kiếp đảm đã qua thải tuế, có phải? Chinh thị khắp nơi đều kiếp đám, danh anh hùng chiêu anh quang,
binh lái lục lâm mà. Cốt nhục tình thâm
còn manh tâm hãm hại. Tội lỗi cha cuốn bằng non, ta bắt mi về tận cuốn son. Tài cán như thế nào mà dở giọng cầu cao, gặp cái quận chúa kim sao thì ngươi sẽ nếm đòn đau. Không cấm có đâu, tại ra tại chỗ cũng không biết mặt. Châu càng còn lắng hay, đừng nói đến bị đoàn. Hả? Sao? Các người nói sao? Châu càng thế nào? Đã bị loạn đâu? Đâu còn đeo ngọn giáo? Cầu phân to anh hiền không tương nghe, đi cảm nguy khôn thân anh hiền. Ôi Don't be fun.